Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Phò Xe Say Gia Sòn, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10. Đánh giá cao hợp tác năng lượng và mỏ giữa Việt Nam Lào thời gian qua, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng đây là một trong những trụ cột hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào cần chỉ đạo rà soát tổng thể các dự án điện tại Lào mong muốn bán điện về Việt Nam giai đoạn từ sau 2025 đến hết năm 2030. Đề xuất hai bên cần tiếp tục trao đổi sâu sắc ở các cấp để năng lượng và mỏ trở thành thế mạnh trong hợp tác giữa hai nước.